Anh Trần Khắc Ân cùng chú chó mù Bích La từng làm cả cộng đồng mạng xúc động về câu chuyện gắn bó giữa một anh đánh giày câm và một chú chó mù. Họ ngày đêm bầu bạn, nương tựa vào nhau để lạc quan đi qua cuộc sống đầy khó khăn. Chính tinh thần ấy đã lan tỏa một sự tích cực, truyền cảm hứng đến rất nhiều người. Bảy năm sau, quay lại tìm đến anh Ân, chúng tôi không còn thấy chú chó mù Bích La nữa, mà thay vào đó là một chú chó vàng cũng luôn quấn quýt bên cạnh người đánh giày gâm năm nào. Con chó mù đó là lúc đó nó không ở đây, nó về bên chỗ ở quận 2 nó ở, rồi chắc là cái đám theo cô hiểu thôi, chứ còn nó đâu có biết nói đâu. Theo cô hiểu là chắc là cái đám xì ke nó lấy trộm, ông ngủ mê quá rồi nó dắt mất đi. Ông đi kiếm là nó không thấy nữa, nó mất rồi đâu ông mua. Nó bệnh nó không ăn là nó đưa đi đó nha. Nó đưa đi đến chỗ người ta chích đó nha, chích ngừa đó nha. Nhưng mà khổ quá, chích ngừa còn cái như thế này này. Một mũi chích á là đâu phải ít tiền. Còn ta là tiền nhiều lắm á. Đâm ra kiểu như là mỗi một con chó mà chích đủ là nó là bao nhiêu mũi đó. Đúng rồi. Vẫn nụ cười ấy, vẫn tinh thần ấy, ngày ngày đôi bạn này vẫn cứ rong ruổi trên đoạn đường Thái Văn Luân, Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ai trong con phố này cũng đều rất quen thuộc với hình ảnh một chú chó lúc nào cũng quanh quẩn bên chủ của mình. Tiền ấy, người ta cho cơm, cho nước, ăn, uống. Nói chung là ở đây người ta thương nó, mọi người ta giúp đỡ nó nhiều lắm. Trưa trưa nó hay đảo về đây một lần, muộn nó không thấy nó về. Phải hỏi thăm người này người kia có nhìn thấy nó không? Quen rồi, mình quen rồi, mà ai cũng vậy hết á. Thấy vắng nó là người ta phải hỏi. Có con chó cuộc sống của chú vui hơn không? Nếu như mà không nuôi chó thì chú có buồn không? Buồn lắm hả? Mưu sinh bằng công việc đánh giày, ngày khá thì được một vài trăm ngàn, ngày nào ế quá thì hai ba chục ngàn, miễn sao có tiền mua đủ thức ăn cho chó là được. Thế đấy, cuộc sống giản dị cứ vậy trôi qua. Tìm ở bên quận 2 hả? Sáng giờ chú ăn gì chưa ạ? Sáng chú ăn gì chưa? Xin lỗi chú có đi đánh giày không không? Đánh ở đây hay là đánh ở đâu? Chú có đi vòng vòng không không? Không ạ. Thấy con chó là như người bạn vậy đó, không biết nói nhưng mà cách ông âu yếm hay là thì khi thấy ông ôm hôn chiều mến lắm. Mua được hộp cơm mà ăn đó, bao nhiêu cái thức ăn ngon đó, để lại cho chó hết. Còn ăn không thì thương chó lắm, nhìn ăn nhìn uống đi cho nó ăn. Có khi người ta cho tiền đó, mà không có cái gì cho chó ăn đó, đi mua cái này cái kia về cho nó ăn. Nó thương chó lắm. Chó thì tắm xà bông riêng nghe, mua xà bông riêng tắm cho nó nghe. Người ta biết nó thương chó á. Rồi kiểu như là dân ở những cái này này, người ta biết cái con chó đó đó là của nó, người ta giữ lại cho nó. Hoặc là mấy ông lái xe này nè, mấy ông biết là của nó. Tại đây nó ngủ á, mà chó nó sủa thì ở đây ai người ta không biết. Thế là nó ngủ mà nó không biết gì hết, rồi nó sảnh ra cái là
lái xe hoặc là mấy chú bảo vệ ở đây nè, giữ lại cho nó. Ở đây người ta kêu mang nó nhiều chứ. Nó nuôi chó như là đứa con của nó vậy đó. Nó mà mất một con chó rồi á, nó lồng lộn nên nó đi kiếm mà không kiếm được nha. Không kiếm được á, là ai cho tiền hoặc đi đánh giày á, là phải mua bằng được con chó. Nhưng mà có cái hay vậy này, thương nó có cái này nè, chích ngừa là đúng, là nó đi chích. Mà nó lên cái chỗ chích đó đó, là cái người chích nó không lấy tiền nó. Lời lắm. Thí dụ như ông bẩn á, kêu á, mày tranh thủ đi tắm đi on nha, mày bẩn quá rồi đó nghe, mấy ngày rồi không tắm, kêu 3 ngày rồi nó mới đi tắm đi, để bẩn quá rồi bệnh tật á, chó thì tắm nhưng mà người không cần tắm. Chăm sóc chó kỹ vậy luôn. Thân thì mẹ cũng đi làm, kiểu như anh em cũng nghèo khổ rồi, mỗi người một nơi, kiểu như sống ở đây quen để cũng thuê nhà thuê cửa, rồi anh em thì kiểu có gia đình rồi, hôm nay người đó lo, mấy ông xe ôm chở về nhà, nhưng mà đảo về nhà đâu có ai, nó về nó đâu bỏ được ở đây, nó về tối nó về ấy, sáng nó mò lên rồi, quen rồi.